Chào em, mời em ngồi. Rồi, mời nhà trai giới thiệu về mình. Em tên là Trần Văn Phước, em làm buôn bán và kinh doanh online á. Buôn bán về gì Phước? Em buôn bán về ly giữ nhiệt này kia và có một quán cà phê ly giữ nhiệt nhà. Có quán cà phê riêng luôn. Nhà ở đâu Phước? Nhà em ở Hóc Môn, Hồ Chí Minh. Mời nhà gái. Dạ em xin chào chương trình, em chào chị Ngọc Lan, em chào con chào chú Quyền Linh. Chào con. Bạn nam bên kia, em tên là Huỳnh Kim Kiều Tiên, em sinh năm 1992. Hiện tại em đang làm nhân viên chứng từ ở công ty của Nhật Bản. Rồi mình ở đâu? Em ở quận Bình Thạnh. Em ở với ai? Em ở với mẹ em. Rồi. Làm công ty Nhật Bản có biết nói tiếng Nhật không vậy Tiên? Dạ em có biết một chút xíu. Konnichiwa, hajimemashite, watashi wa Tiên to moshimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Là gì? Dạ là xin chào, tôi tên là Tiên, rất vui được gặp bạn. Chào Tiên với chào chị Ngọc Lan, lại em lại run quá cũng quên chào. Chào tiếng Nhật đi. Cái tiếng Nhật gì ta? Biết không? Kawasaki gì? Konnichiwa gì? Suzuki Yamaha đồ làm tới. Mà hồi xưa mình học cái gì ra mà mình đi bán hàng online? Dạ em thì em học bên cơ khí. Cũng có làm thời gian. Rồi sao không làm cơ khí nữa đi bán hàng online? Không biết chắc nó chọn em, công việc chọn em. Nhiều tiền quá hơn là làm cơ khí đúng không? Chắc có vẻ em thích làm chủ hơn. Không mà cũng giỏi đó. Thật ra là trai mà bán hàng online là cũng tốt đó. Rồi bán quán cà phê nhà là mình quản lý luôn hả? Dạ em bán luôn. Vậy là tốt rồi. Có ưu điểm khuyết điểm gì nói cho nhà gái nghe đi Phước. Ưu điểm thì chắc anh thì cũng hòa đồng này kia, cũng vui vẻ. Dạ. Khuyết điểm thì chắc cũng còn hơi bề bộn, với lại chắc có ở dơ rồi. Chắc cũng hơi lười. Có không? Khai thiệt. Thì cũng ít ít à chị. Ở dơ xương xương hả? Dạ ít ít. Vài tuần tắm lần thôi mà. Ta bận quá công việc rồi sao? Cũng ngày tắm lần. Rồi mời nhà gái. Dạ ưu điểm của em là mọi người xung quanh thì nói em nhẹ nhàng, hiền. Tính của em thì rất là khá là bình tĩnh và kiên trì. Khi mà em quyết định làm một cái việc gì đó thì em sẽ cố gắng làm đến cùng. Nhược điểm của em là em hơi ít nói, với lại cũng hơi nhạy cảm một xíu. Ví dụ như sắp tới em sẽ có một người bạn trai bên kia, họ sẽ mang tới cho em một năng lượng tích cực, thì em sẽ bỏ bớt cái phần nhạy cảm đó của mình đi. Đường tình duyên mình sao Phước? Tình duyên em cũng hơi lằng đằng xíu. Tại cái ngành cơ khí anh em ít tiếp xúc nữ nữa. Nó cũng chưa quen ai mà gọi là chính thức. Cũng chưa trắc trở lắm, chưa có quen mà lấy gì trắc trở. Cũng, nhưng mà cũng hẹn hò, cũng có hẹn hò xem phim này kia, nhưng mà cũng hơi nhát nhát. Nhát mà có nắm tay chưa? Cũng chưa. Chưa nữa. Có hung lén cái nào chưa? Không dám anh. Vô coi phim mà không nắm tay mà em thì bỏ đúng rồi. Hồi đó tới giờ chưa nắm tay bạn gái luôn. Dạ cũng chưa. Chưa dám, nói chung hẹn kiểu bạn bè sao chị? Bạn bè thôi đó hả? Dạ. Vậy mới vô nãy nó nói tình yêu trắc trở. Tưởng đâu là hả, đau khổ yêu rồi 5-7 năm xong rồi gia đình cấm cản rồi, hoặc là cô ấy có người mới hay như thế nào trắc trở làm. Làm thấy ghê, lận đận người trở là đơn phương không à chị? Hỏi ra thì chưa hung cái nào. Ông chưa nắm tay được ai hết trơn á mà ông kêu ông trắc trở. Dạ. Giờ lần này là nắm tay nghe không? Chút mở rào ra nắm tay liền. Thì qua tôi coi bên kia có tình yêu gì chưa? Dạ. Trời, có chút xíu vậy con hả? Chưa mấy người rồi? Con cũng chưa có quen ai. Có xem phim chưa? Con có đi xem phim với người khác nhưng mà không phải là hẹn hò. Không có hẹn hò? Dạ. Con nào nó hôn lén cái nào chưa? Dạ chưa. Hai đứa nó chưa có nụ hôn đầu tiên luôn. Có hai lén lén nắm tay em chưa? Chưa. Nếu như có bạn trai quen nhau 1 tháng rồi. Dạ. Vô rạp phim ngồi im ru coi từ đầu tới cuối vậy đó, nó không hung cái nào, không nắm tay luôn, thì con thấy thì sao? Kỳ. Thấy gì kỳ hả? Thấy chưa Phước? Nghe chưa? Thấy gì kỳ hả Phước? Dạ nhưng mà tại em hẹn có 1-2 cuộc là người ta đã kiểu như không chịu rồi, sao mình dám tiến tới rồi. Tội nghiệp hai nhỏ đây quá. Con muốn có một mẫu hình lý tưởng, một người bạn trai, một người bạn đời thế nào? Dạ em thích bạn nam cao trên 1m70, cao hơn em. Cao hơn đó. Cao hơn 70 không Phước?
cũng sắp sắp anh sắp sắp không tới 70 đâu. Dạ, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ. Gọn, nó gọn, nó sạch lắm, chỉ có nó không tắm thôi. Có công việc ổn định, tài chính rất ổn, có quán cà phê riêng nữa. Dạ, chân thành, biết quan tâm đến người khác. Nãy giờ nghe bển thấy chân thành không? Dạ, em cũng chân thành đó ha. Cũng chân thật lắm. Còn gì khó hơn không? Dạ, vui vẻ. Vui hả? Dạ, cười nhiều á. Vui đó. Vui đó thôi đúng không? Dạ. Muốn tìm người yêu làm sao? Thật ra là em cũng idol Hoàng Yến GB, em cũng thích mẫu như vậy. Hoàng Yến GB năng động lắm á. Bạn này là cũng nhỏ như Hoàng Yến vậy đó. Cũng thích một cái kiểu Hoàng Yến GB đây, Hoàng Yến Chili được không? Chili từng ly một tí, tính từng ly một tí được không? Được anh, được. Được mà tao lo cho gia đình mà đúng không? Ở trời chứ bạn đây hiền quá à, rất là hiền. Bên đây cũng hiền quá trời luôn á. Đi với ai cưng? Em đi với ba em. Có ba. Rồi chào chú. Nói chung là tôi cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho con tôi. Chứ còn thường thường tụi nó thì cứ sáng mơ làm là về ở nhà thôi, tối là ở nhà công nhân mà. Thành ra là nó đâu có đi đâu đâu để nó giao lưu bạn bè. Tôi rất thích chương trình này. Dạ. Cho nên tôi cũng có phiên con tôi là đến chương trình này để đăng ký. Dạ, cảm ơn chú. Gặp hai MC là tất nhiên là chú Quyền Linh và cô Ngọc Lan là tôi rất thích. Dạ, cảm ơn đó, chú. Cho nên là tôi rất mến cái chương trình này. Dạ, cảm ơn chú. Chú thấy cô gái có thể là vô tương lai của chú sao? Nói chung là nãy giờ là tôi cũng đã chấp nhận. Mong cho hai đứa nó thích với nhau là được rồi. Cưới gấp không? Gấp. Nếu mà hai cháu nó thật tình với nhau là tôi sẽ cưới gấp. Rồi, cảm ơn chú nha. Đi với ai? Dạ, con đi với mẹ con, chị họ với lại bạn con. À, có mẹ, có gia đình luôn. Trời ơi. Rồi, hay quá. Mẹ của cô gái nè. Thấy cháu trai bên này thấy cũng hiền, tính nói chuyện cũng thật thà. Dạ. Nên chân thành. Bé con tôi thì nó cũng hiền lắm. Thì bây giờ tôi cũng muốn hai đứa nó kết đôi với nhau, nó có cơ hội để nó tìm hiểu. Dạ. Nếu mà hợp thì nó sẽ cũng chấp nhận tiến tới cho hai đứa nữa. Rồi, chú đại gia trai nói vài câu với gia đình. Thôi, bữa nay thì cũng như duyên nợ của hai cháu. Thì bây giờ gặp chị đây thì tôi cũng nói thật là mong cho hai cháu nó bấm nút chuyện hẹn hò này thì mình sẽ tiến hành lo cho hai cháu. Dạ, cảm ơn anh. Thì tôi cũng vậy đó, tại con tôi nó cũng độc thân lâu rồi. Giờ cũng mong cho hai đứa nữa. Hy vọng là hóc môn Bình Thạnh xui gia nha. Dạ, cảm ơn. Rồi, thôi bây giờ mở rào mạnh dạng lên nào. Gì đây? Phước tiền, tiền phước. Anh cũng tặng em. Em có cuốn sách muốn tặng em. Anh tặng em một bó bông với một cái quạt trời nóng, quạt cho nó mát. Trời ơi, mát không? Dạ, quá mát luôn. Hay quá ta. Mùa nóng thì tặng quạt được á. Có bữa nào tặng tôi một cái á. Em là đồng sách em rất là thích nên em muốn tặng anh. Để anh đọc. Khi mà đi làm về mệt mỏi thì có thể đọc. 100 cách sống hạnh phúc, cẩm nang dành cho người bạn rộn. Rồi, cảm ơn em. Hai bạn trẻ nói chuyện đi, coi như đang trong rạp phim á. Bình thường là em đi làm ở đâu ta? Em đi làm ở quận 1. Quận 1 Anh làm ở quận mấy? Anh thì cũng làm tại nhà, cũng gần đó thôi. Dạ. Cũng gần Hóc Môn vậy thôi. Anh kinh doanh quán. Anh cũng mới mở thôi, quán cà phê vậy em. Hẹn hò sao đó thôi. Thì nếu mà em đồng ý thì mình tìm hiểu hẹn hò. Hẹn sao? Tuần mấy lần, ngày mấy lần? Ủa, bình thường em rảnh em hay đi đâu không? Em thì đi làm về thì em có đi tập thể dục buổi tối. Tối? Cuối tuần thì em có nhiều thời gian rảnh. Cuối tuần anh cũng rảnh, anh cũng sắp xếp được hết nếu em gọi là anh ấy hết à. Anh có quan điểm về tình yêu như thế nào không ạ? Chung là chung thủy thôi, như biết quan tâm. Em thì đơn giản là cần hai người chân thành với nhau, tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. Rồi. Là được ạ. Đưa ra một tình huống, khi mà cãi nhau, giận nhau thì ai sẽ xuống nước trước? Nếu em giận thì anh cũng xem xét, nếu cũng là người ấy thôi, cũng bỏ qua cho em hết. Tao giận mà bỏ qua gì? Tao giận là phải lo đi năn nỉ xin lỗi dùm chết ở đâu, tao giận mà bỏ qua.
Bởi vì chưa yêu lần nào hết trơn, tội á. Nếu mà anh giận thì em rủ anh đi chơi đâu đó cho nó quên đi. Đặt một cái trường hợp là nếu giờ rủ nhau đi coi phim thì sao nè? Ủa em hay coi phim không ta? Dạ có, em có đi với bạn, thỉnh thoảng đi có xem phim. À, nếu xem phim thì sao Phước? Thì dắt vô xem thôi anh, chứ bây giờ có nắm tay không? Nếu em đồng ý quan thì anh cũng bình thường à, anh cũng tự tin lắm ấy, chứ không phải là ấy đâu mấy. Công việc của anh có quá bận rộn không? Anh cũng cân bằng giữa công việc với lại tình yêu, anh cũng quan trọng hai cái. Nhưng mà đây nè, chưa nắm tay ai lần nào đó. Đưa tay lên đây coi đó. Nhìn thẳng vô mắt nhau thấy sao? Thì thấy bạn cũng dễ thương rồi. Em cũng dễ thương. Em gì? Em Tiên. Ừ. Rồi quan điểm về con cái, về kinh tế gia đình, ai giữ tiền gì đó, nói với nhau nghe đi. Tiền thì em giữ thôi, nhưng mà lâu lâu anh có công việc thì em ấy anh được rồi. Mấy anh chia là được sẻ, rồi, chia sẻ anh để anh xử lý. Giờ thí dụ như lương tháng 10 triệu là đưa gửi nhiêu nè, đưa cho anh ta nhiêu nè? 8 triệu đi. Ủa? Cái gì mà giữ lại tới 2 triệu tháng nữa? Xài gì mà giữ không, gì? 2 triệu em để đó thôi chứ em cũng, nếu mà dư em vẫn để đó thì mà. Đưa đây người ta giữ luôn cho đi, tự nhiên để đó là không, để đâu? Khi sợ tiền cà phê á, bạn nhà bè bán cà phê đó. Còn đòi lấy tiền cà phê. Tiền đi bạn bè đó, không phiền. Giờ đây có bồ rồi còn bạn bè gì nữa? Trời, sao không có bạn bè? Tuy nhỏ quá. Nó rung giờ nó buông tay giờ nắm chặt nha, không có buồn nha Phước nha. Hát bài tặng bạn Tiên đi. À, anh hát bài Làm Vợ Anh Nhé nha. Đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thân trầm, đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở đây, là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn vào mắt anh này, em sẽ thấy hạnh phúc. Nếu sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Yeah. Chưa buông tay, vẫn nắm tay lại. Nhà gái hát đáp lại một bài cho nhà trai nghe. Dạ. Yeah. Đừng che giấu em nhé, nếu anh đang buồn, người anh vui thường trắng thức khuya thức đêm. Mọi chuyện công việc anh muốn kể thì anh cứ kể em nghe. Rồi, nãy giờ Phước thấy tim mình sao, cảm xúc mình sao? Dạ cũng có rung động, bạn nữ cũng rất là dễ thương. Đúng với ý mình không? Dạ đúng. Ừ, còn Tiên thấy Phước sao nè? Hiền với ấm áp. Ấm áp. Dạ. Giờ có má của Tiên nói với bác gì đó, mong muốn bác cho tụi con gì đó, con hứa với bác gì đó, nói với bác. Xin phép bác là nếu mà được quen Tiên thì con cũng sẽ hứa chăm sóc Tiên. Rồi, Tiên nói gì với ba của Phước đi. Nhân dịp chương trình này thì con với anh Phước đến đây là cũng là một cái duyên đến với nhau. Thì con cũng hy vọng là hai tụi con có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn để hiểu nhau, sau này có thể xây dựng gia đình. Tiên có bấm nút không? Dạ bấm. Bấm. Phước có bấm nút không? Có, em chắc chắn rồi. Xin phép bác cho hung nội hung đầu tiên tôi bấm giùm cho. Thôi vậy anh xin nhân má. Bấm nút. Hai gia đình đã ngồi đây rồi, chính thức hai em hẹn hò với nhau rồi, nắm chặt tay nhau. Hôm nay chúng ta đã nói tất cả những suy nghĩ của mình cho nhau nghe. Vui không Phước? Dạ rất vui. Ừ, hai đứa nó hiền lắm. À, hai bên gia đình cố gắng là hỗ trợ cho hai em có thể yêu nhau và đi đến một bến bờ hạnh phúc nha. Chúc mừng hai em, chúc mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này. Dạ cảm ơn. Đây là... ở đây là có biên tập và sản xuất của chương trình thôi. À, hôm nay thì mình cứ chủ động mình chia sẻ về bản thân mình nha. Đầu tiên là em giới thiệu và họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha.
À, dạ vâng ạ. À, em chào mọi người ạ. Em tên là Thùy Trang. Lê Thị Thùy Trang. Lê Thị Thùy Trang hả? Trang nói to lên xíu giúp chị ha. À, dạ vâng ạ. Dạ em đang em là Lê Thị Thùy Trang, 28 tuổi. Em đang quê quán ở Tiền Giang và em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm công việc cụ thể là gì? Dạ nhân viên văn phòng ạ. Cụ thể luôn á em, là mình làm trong cái bộ phận nào á? Em làm ở bộ phận hỗ trợ kinh doanh á chị. Công ty em là kinh doanh về cái gì? Dạ công ty em kinh doanh về lĩnh vực tài chính ạ. À, kinh doanh tài chính. Rồi ok. Trang chia sẻ vào bản thân em đi, tính cách như thế nào, điểm mạnh điểm yếu ra sao ha. Em cứ chủ động chia sẻ, thấy thiếu cái gì thì bọn chị sẽ hỏi thêm nha. Dạ. Tính cách hả? Em về điểm mạnh thì chắc là dạng vui vẻ hòa đồng và dễ nói chuyện, dễ giao tiếp. Còn về điểm yếu thì là hơi khó tính một xíu, kiểu hơi tỉ mỉ và cầu toàn. Khó tính, tỉ mỉ, cầu toàn. Vậy thì hồi trước giờ là em trải qua mấy mối tình rồi, em yêu bao lâu sao mà lại chia tay? Em trải qua hai mối tình. Em chia tay thì cũng khoảng hơn một năm rồi. Thì chia tay là kiểu hai người không có hợp về cái quan điểm sống á chị. Em nói cụ thể hơn đi, là em quen bao lâu sao mà quan điểm sống nó cụ thể như nào để tụi chị biết và rút kinh nghiệm cho cái người mà tụi chị sẽ làm mai cho em á. Khoảng hơn 2 năm đó chị. Kiểu là về quan điểm sống, tức là có những cái nó không phù hợp với những gì về suy nghĩ về công việc này, về quan điểm về tài chính, sao hôn nhân này, hoặc là cái việc mà những cái vấn đề mà nó liên quan đến việc là sao hôn nhân mình sẽ có những cái thống nhất quan điểm với nhau về chia sẻ hay là không đó, thì nó lại không phù hợp. Cái người nam đó không có muốn chia sẻ gì mà ít nói, không có giao tiếp nhiều. Rồi ok, thì những cái vấn đề này thì khi mà tham gia chương trình thì mình sẽ được clear ngay từ đầu luôn, cho nên là em sẽ rất là dễ để mà em quyết định chọn hay không chọn ha. Thì mình cứ thẳng thẳng chia sẻ quan điểm với nhau nha. Rồi dạ, vâng. Trang là em có tài lẻ hay năng khiếu gì không? Dạ không chị. Không có ca hát gì được luôn hả? Dạ múa rồi được không, nhảy múa rồi được không? Dạ không chị. Rồi ok, nếu mà mình được chọn vào vòng trong thì mình sẽ có thêm một cái phần nào đó để mình giao lưu thêm thôi. Rồi bây giờ Trang chia sẻ cái hình mẫu em mong muốn đi, ngoại hình, tính cách của bạn trai á. Về ngoại hình thì kiểu dễ nhìn một xíu. Nói chung là cao khoảng 1m7 trở lên. Còn về tính cách thì kiểu dễ gần, kiểu như bạn nói, có thể là người dễ nói chuyện, hòa đồng và hay cười. Kiểu đừng có hơi khó mà mặt hơi nhăn nhó thì em không thích lắm. Dạ về tính cách thì có thể là cái người đó người ta có thể là tinh tế, tinh tế, với lại người ta sẽ hay thường là khỏe quan tâm người thân và gia đình nhiều. Người ta sẽ kiểu như là thường sẽ tìm hiểu, hoặc là nói chung là lễ lọc cũng có những cái ngày lễ này cũng sẽ để ý và hỗ trợ và có chia sẻ hoặc là chúc mừng gì đó đâu nữa, chứ không phải là cái kiểu mà tính cách vô tâm quá. Dạ rồi, tuổi tác vùng miền của bạn này thì yêu cầu như thế nào em? Dạ về tuổi thì chắc là sẽ lớn hơn em, còn vùng miền thì em muốn làm mấy bạn cho miền Nam. Tại vì hồi trước thì em toàn là quen ở Tây Bắc á, thì nó lại khác văn hóa, nên là nó dẫn đến cái việc là không có hợp trong cái quan niệm sống. Nói chung ở khu vực miền Nam là được đúng không? Không cần nhất thiết là phải đang ở Sài Gòn hả? Dạ, ở miền Nam là được. Sài Gòn thì càng tốt. Rồi, có điểm gì em không thích ở người bạn trai nữa không? Không thích ở kiểu... hay kiểu là mấy bạn hay tóc hứa, kiểu như hay nói nhưng mà không có làm được. Dạ còn
tốt nhất là không hút thuốc. Còn nhậu nhiều thì một chút cũng được, không bị nghiện rượu là được. Không nghiện rượu. Rồi, yeah. Ok, nói chung là hôm nay chỉ là cái buổi cast đầu tiên thôi ha Trang ha. Nếu mà mình được chọn vào vòng 2 á, thì mình sẽ nói chuyện riêng với biên tập nè. Mình thật là cởi mở để thứ nhất là biên tập sẽ là cái người tìm cái người phù hợp nhất cho mình nè. Sau đó là chương trình sẽ thông báo cho em cái lịch ghi hình sớm nhất khi mà có người phù hợp ha. Dạ vâng. Rồi, ok. Rồi, xin chào chị. Vâng, chào bạn. Dạ, mình để cái điện thoại ra xa thì mình nói chuyện được không? Có, nghe được ạ. Rồi chị nghe, vậy chị để cái cam để em nhìn rõ mặt chị nha. Được, ok. Rồi. Rồi bây giờ mình vui lòng mình giới thiệu họ tên công việc của mình. Em tên là Đỗ Thị Dư, sinh năm 1985, quê ở Cao Viên, Thanh Hoài, Hà Nội. Làm nghề bán hàng dược liệu, kinh doanh dược liệu. Hiện tại mới chuyển. Mình đang ở đâu chị? Từ Hà Nội mới chuyển vào Bà Rịa Vũng Tàu sống ạ. Chuyển vào luôn hay sao ạ? Vâng, em vào Bà Rịa sống. Mình đi cùng với ai chị? Đi một mình ạ. Tại vì ở trong này có người quen, có chị gái, nhà chị gái ở đây á. Nhưng mà hiện tại là em đang ra ngoài ở, chứ không ở nhà chị gái, mà em sẽ ra ngoài ở, xong rồi mục tiêu của em là sẽ... Thế thì vào đây mọi thứ lạ lẫm hết thì công việc của mình sẽ như thế nào? Vì em bán dược liệu chủ yếu bán sỉ mà, chứ không ảnh hưởng. Dược liệu đó là mình lấy sỉ, mình lấy mình về bán lại đúng không? Mình bao tiêu cho hộ nông dân ấy, em bao tiêu, chịu trách nhiệm bao tiêu cho mấy hộ nông dân ấy. Rồi có cái động lực lý do nào mà mình lại chuyển vào đây không ạ? Thứ nhất là em cơ thể em thân nhiệt nó yếu đấy, cho nên em thích vào đây. Nó không, thứ nhất là không lạnh, thứ hai là không nồm, và thứ ba là em muốn thay đổi môi trường sống, xem mình thử sức mình, xem mình có thể sống được ở môi trường mới không. Rồi mình nói một chút về điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình nha chị nhé. Vâng, điểm mạnh của em là em thích kinh doanh. Thứ hai là điểm yếu của em là em hay quên. Tính em hay quên lắm. Nhưng mà điểm mạnh của em nữa là em sống luôn tử tế và luôn biết kính trên nhường dưới. Và đặc biệt em rất thích kinh doanh. Không bao giờ có cái suy nghĩ là sẽ ỷ lại cho ai đấy, hoặc là em phải tìm cách nào để mình tiền đẻ ra tiền, nhưng với điều kiện là phải đồng tiền trong sạch. Rồi được tình duyên thì như thế nào? Mình từng kết hôn chưa ạ? Em kết hôn rồi và đã ly hôn. Ly hôn được từ năm 2018 và nuôi bản thân em nuôi con gái 10 tuổi. Ly hôn. Vậy thì con có vào cùng với mình không? Không, con lúc này đang ở nhà ngoại. Khi nào em mua được nhà thì em sẽ đón con vào. Rồi mình chia sẻ một chút về cái cuộc hôn nhân đó. Lý do làm sao mình chia tay? Lý do là chồng em nát rượu, ham ăn lười làm. Rồi ở với nhau được bao lâu chị? Ở 3 năm. Cưới năm 2011 thì 20 thì được 3 năm để con đi. Rồi bây giờ thì bế con đi, nhưng mà mình đã ly dị rồi, xong chưa giấy tờ á? Rồi anh chồng thì còn qua lại để mà tranh thăm con hay gì không chị? Không giúp đỡ một cái gì hết, không qua lại gì hết. Rồi rồi cái lý do bây giờ mình tham gia chương trình là sao ạ? Mình động lực nào mình tham gia? Tìm được một nửa của mình thì tốt. Để thứ nhất là phụ nữ thì không ai là muốn cô đơn cả, đúng không ạ? Kể cả phụ nữ hay đàn ông cũng thế, không ai muốn cô đơn cả, trừ khi nó hoàn cảnh hoặc là không tìm được người mình gặp đáng gặp thật sự. Hai nữa là dù sao ai cũng muốn hạnh phúc nửa đôi mà, nếu mà tìm được thì tốt, không tìm được thì biết phải bằng lòng với số phận, đúng không ạ? Đó, bởi vì phụ nữ cô đơn thường hay bị bắt nạt lắm, ra ngoài xã hội hay bị bắt nạt lắm. Mà ai cũng cần chỗ dựa, thứ nhất là cho mình, thứ hai cho con. Rồi mình mong muốn một người như thế nào chị? Thì mong muốn một người có chung hoàn cảnh, đặc biệt là nếu mà ở Bà Rịa này được cùng thì tốt, hoặc là người có lý trí, không keo kiệt, không gia trưởng, không nhậu,
đơn giản vậy thôi, còn ý chí làm ăn thế thôi. Mà mình nói về ngoại hình cụ thể hơn ha, ngoại hình rồi công việc tuổi tác của anh đó luôn ạ. À. Thì anh nghĩ phải nếu mà được người bằng bằng tuổi thì tốt, sinh năm 1985 ấy, hoặc hơn cũng được, nhỏ hơn cũng được, nhưng mà người ta có chấp nhận mình hay không, nhưng mà quan trọng là cái hợp với tính cách, bởi vì là nó mình không thích những người keo kiệt buồn xỉn nhậu hay nhậu ham ăn người làm là vết xe đổ của chồng nên sợ lắm rồi. Công việc của anh đó thì mình có yêu cầu gì không, không thích nghề nào không? Không, nghề nào cũng được, miễn sao anh tự cảm thấy là anh có trách nhiệm với gia đình và đặc biệt là cũng đam mê kiếm tiền là được rồi. Ừ, đam mê kiếm tiền mà kiếm không ra tiền á thì được không á, chứ ai cũng thích kiếm tiền đâu. Thì tất nhiên nếu mà họ không làm chủ thì họ phải làm thuê đúng không, ai cũng phải ai cũng phải cạnh tiền mà. Còn mình đây thì mình không thích đi làm thuê rồi. Vậy thích trong tự... này ảnh đang nuôi một đứa con, hai đứa con gì đó thì mình thấy ok không ạ? Một hai đứa con thì cũng tùy để xem người ta có cách nó có hợp nói chuyện với mình không á. Nếu mà người ta có thể, cái hoàn cảnh người ta chấp nhận được mình chấp nhận được người ta thì ok, không vấn đề gì cả. Quan trọng là người ta còn ý chí, còn người không có ý chí thì không ở đâu có con đường hết á. Ừ. Nuôi con, ý chí kiếm tiền thì nuôi đơn giản mà. Còn nếu mà không nuôi con mà không có ý chí kiếm tiền thì nuôi cái mồm cũng khó. Rồi, quê quán của anh đó thì chắc là khu vực gần gần Vũng Tàu cũng được hay sao ạ? Dạ vâng. Hoặc là người cùng ngoài Bắc cũng được. Nếu mà người trong Nam cũng được, nhưng mà khu Bà Rịa thì càng tốt thì dễ gặp nhau hơn. Ừ, Đồng Nai đâu cũng được ha. Kiểu gần gần đó cũng được ha. À. Rồi ok chị. Rồi em cảm ơn ha. Nếu được chọn thì bên chương trình sẽ liên lạc với mình để mình chuẩn bị.